Tôi chia sẻ bạn một cái câu chuyện vô cùng tuyệt vời là như thế này. Tôi có một anh bạn, anh này anh đã từng bán hơn 1.000 cái căn hộ nhà ở xã hội. Tại sao anh lại bán được hàng ngàn cái căn hộ như vậy? Bao nhiêu bạn muốn học một cái bí quyết nào? Ở trong cái nội dung ngày 2 này thì nó sẽ giúp cho bạn trả lời những cái câu hỏi tập trung vào marketing, bán hàng và dịch vụ khách hàng. Thì đây là những cái nội dung chính trong ngày thứ hai của chúng ta. Một cái điều nữa mà tôi muốn chia sẻ cho bạn là một số bạn có thể bị gặp vấn đề là không có khách hàng. Ở đây trong lớp học của chúng ta có nhiều bạn đang gặp tình trạng này không? Thiếu vắng khách hàng. Rồi. Thiếu vắng khách hàng này. Nó kéo theo là gì? Không có doanh thu, không có lợi nhuận. Đấy. Thì nó bắt đầu từ đâu? Marketing và bán hàng. Đấy. Gọi là mình không tập trung. Đấy. Nó kéo theo mình không có khách hàng, không có doanh thu, không có lợi nhuận và không kiếm được tiền. Có bạn nào đang gặp tình trạng như vậy không? Thiếu vắng khách hàng. Buổi sáng và buổi chiều tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một số cái bí quyết, một số cái phương pháp để giúp cho bạn marketing và bán hàng hiệu quả hơn và giúp cho bạn tức là thu hút thêm được một cái lượng khách hàng. Rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ vào cái nội dung ngày thứ hai. Rồi. Đầu tiên là chúng ta nói về phần chủ đề sản phẩm. Chúng ta có một cái khái niệm tên là tam giác tử thần. Rồi. Đây là một cái khái niệm cũng rất là hay. Đấy. Thế thì hầu hết các cái sản phẩm thì đều bị mắc bởi cái khái niệm tam giác tử thần này. Đấy. Thế bạn hãy vẽ cái hình này vào. Đó. Và chúng ta đang được học ở đây những cái phương pháp tư duy để giúp cho bạn tạo ra những cái lợi nhuận hàng triệu đô. Những cái phương pháp tư duy để giúp cho bạn x10 và x100 cái thu nhập của bạn. Nhưng bạn sẽ không bao giờ x10 và x100 được nếu bạn không hiểu những cái nguyên tắc của sản phẩm, dịch vụ. Khi bạn tạo ra sản phẩm dịch vụ, đấy. Khi bạn bán sản phẩm dịch vụ để kiếm tiền, thì bạn phải hiểu cái nguyên tắc của sản phẩm dịch vụ. Đấy. Thì ở đây chúng ta có một cái nguyên tắc có tên là tam giác tử thần. Có ba cái phần của cái tam giác này mà thường rất khó là đạt được. Đấy. Hầu hết là bị mắc kẹt vào trong tam giác tử thần. Ba cái góc của cái tam giác này là gì? Thời gian, một là thời gian, hai là giá cả và ba là chất lượng. Rồi. Nên tam giác tử thần. Rồi. Chúng ta có khái niệm thời gian, giá cả và chất lượng thì như sau. Tức là hầu hết các sản phẩm rất khó đạt được cả ba cái chỉ số này cùng một lúc. Tôi ví dụ. Bạn nhìn thấy cái bên tay trái này, bạn đang nhìn thấy cái món gà rán KFC này này. Những cái món gà rán KFC này thì về mặt thời gian là người ta phục vụ rất là nhanh. Có khi là bạn vừa ngồi xuống cái em chờ mấy phút là có luôn. Được chưa? Thời gian đấy, phục vụ rất nhanh. Đấy, quy trình họ rất là chuyên nghiệp. Đấy. Họ có hàng ngàn cái cửa hàng trên toàn thế giới. Đấy. Thế thì thời gian tuyệt vời. Được chưa? Cái chỉ số này tuyệt vời. Giá cả cũng rất là hợp lý. Hầu như là mọi người đều có thể ăn được, từ người ít tiền, đấy, bình dân cho đến những người nhiều tiền đều có thể ăn được. Cái giá cả rất là hợp lý. Tuy nhiên, theo bạn chất lượng thì có phải là 10 điểm không? Ăn vô cùng ngon, ăn xong ăn tuyệt vời, bạn bảo đời em chưa ăn món gì ngon này anh ạ. Theo bạn có phải chất lượng 10 điểm không? Không, được chưa ạ? Như vậy, ở về mặt chỉ số về tính điểm của thời gian, tức là 10 điểm trên thang điểm 10, giá cả ok, hợp lý, 9, 10. Đấy. Nhưng về mặt chất lượng thì không thể được gọi là nói là 10 được. Chất lượng với một số người thì người ta gọi là 7 hoặc 8 thôi. Được chưa? Tùy vào cái thang điểm của từng người. Nhưng mà đây tôi chia sẻ cho bạn là như vậy, hầu hết các cái sản phẩm rất khó đạt được cả ba chỉ số này cùng một lúc. Đấy. Tức là ở đây ấy, đây là một câu chuyện là KFC là một tập đoàn lớn, được chưa? Đấy. Và ở đây tôi chia sẻ với bạn là doanh thu hàng tỷ đô. Người ta cũng không đạt được cái điều này. Thì cái cơ sở nào cho doanh nghiệp mà lại nói là của em là ngon bổ rẻ, không thiếu cái gì? Ngon bổ rẻ thì cuối cùng là không có lợi nhuận. Đồng ý không ạ? Thế một bạn ở đây tôi ví dụ, bạn học một cái khóa học của Nick đi. Chất lượng, ví dụ học cái khóa học chuyên đề chuyên sâu hoặc combo của Nick, tôi nói về chất lượng nhá. 2 năm. Chất lượng tuyệt vời, học xong kiếm được hàng tỷ đồng, hàng trăm triệu đồng. Chất lượng tuyệt vời. Học xong thay đổi giác ngộ rồi, thời gian 2 năm. Bạn biết học bao lâu không? Học 2 năm.
được học đi học lại trong vòng 2 năm tất cả các khóa học, được là học ở cả Hà Nội cả Sài Gòn, được bay đi, được gặp gỡ, được giao lưu gala Nick, rồi là khai xuân Nick, và được vào cộng đồng Nick ba miền. Tôi đang nói về chất lượng và lại thời gian nhé. Bạn được rất nhiều giá trị, bạn mở rộng thêm không biết bao nhiêu mối quan hệ mới. Đấy, kiếm được tiền trong kinh doanh, trong đầu tư, đấy chưa? Bạn gặp những người thành công, bạn bắt đầu là có cái động lực, bạn bắt đầu quyết tâm hơn rất nhiều. Ôi dồi ôi, người ta ngày xưa cách đây 2 năm người ta chỉ có 1 đồng, bây giờ người ta có 50 đồng rồi. Theo bạn có sốt ruột không? Tất nhiên rồi, bạn phải vào những môi trường như thế, bạn mới sốt ruột lên. Rồi. Chứ còn bây giờ bạn vẫn cảm thấy ổn, so với anh em bạn bè mình thấy ổn. Rồi. Thì ở đây tôi chia sẻ bạn chất lượng tuyệt vời. Thời gian rất dài, 2 năm, thậm chí có những bạn học viên học của tôi cách đây 4 năm rồi, 5 năm rồi. Mà đến bây giờ vẫn được tham gia ở trong cộng đồng Nick, vẫn đi gala, vẫn khai xuân. Bạn biết mỗi chương trình như thế chúng tôi tổ chức hết hàng trăm triệu đồng với nước mình. Anh em được cái gì nhỉ? Đến nơi ăn uống, nhậu nhẹt, giao lưu, gặp gỡ với nhau. Được chưa? Chụp ảnh, nhũ ót, hội trường rất đẹp, tuyệt vời. Thế thì có những bạn học của Nick từ cách đây 4-5 năm rồi, vẫn ở trong cộng đồng Nick, vẫn được tham dự. Thì thực ra ở đây chúng tôi hay gọi cái khái niệm là không phải là đây là không phải lớp học, mà đây là bạn tham gia vào một cái cộng đồng, là một cái gia đình. Đấy. Là mọi người tương tác kết nối với nhau. Tất nhiên, như vậy cái chỉ số giá cả thì tất nhiên trong chúng ta đã có khái niệm gọi là tam giác tử thần, rất khó đạt được điều đó. Chất lượng tuyệt vời, thời gian rất dài, phục vụ rất dài, phục vụ trong một khoảng thời gian thậm chí là 2 năm, 3 năm, 5 năm, thậm chí 10 năm sau mọi anh em trong cộng đồng Nick vẫn gặp gỡ và kết nối với nhau. Thì rõ ràng cái giá cả nó phải tương xứng với giá trị. Đấy. Thế cái chỉ số giá cả ở đây thì đây vẫn là nằm trong tam giác tử thần, không thoát được, được chưa? Rất ít khi có sản phẩm nào có thể đạt được cả ba. Rồi. Thế thì bạn hãy comment vào ô chat đi, chất lượng, thời gian và giá cả. Như vậy nó sẽ kéo theo một cái quyết định của chủ doanh nghiệp là chúng ta sẽ tập trung vào cái chỉ số nào. Khi chúng ta tạo ra sản phẩm dịch vụ hoặc khi chúng ta bán sản phẩm dịch vụ, chúng ta sẽ tập trung vào chỉ số nào. Đấy. Và chiến thắng ở chỉ số nào. Chính vì là nó từ cái khái niệm tam giác tử thần này nó sẽ quyết định cái chiến lược đi của công ty. Bạn hình dung phần này không ạ? Khi chúng ta tập trung vào cái chỉ số nào thì lập tức cái chiến lược kinh doanh của công ty nó sẽ thay đổi, đi theo cái hướng đó. Đấy. Bạn tạo ra một cái sản phẩm gọi là chất lượng tuyệt đỉnh, 100 điểm. Bạn tập trung vào hoàn toàn vào chất lượng hay bạn tập trung hoàn toàn vào là vấn đề là nhanh, cực nhanh. Đấy. Của chúng tôi là siêu nhanh. Đấy chứ ạ. Rồi. Hay bạn tập trung vào vấn đề là giá cả. Rồi. Ok. Thế bạn hãy comment vào ô chat đi ạ. Chất lượng, thời gian và giá cả. Nào, tôi muốn bạn comment vào ô chat là bạn sẽ tập trung trường hợp của bạn nhé. Sản phẩm của bạn, bạn tập trung vào yếu tố nào nào. Bạn không thể nói là chất lượng của em tuyệt vời, em phục vụ siêu nhanh. Đấy. Và giá cả của em là siêu rẻ. Thì ở đây, với mỗi một cái chiến lược, người ta có thể tạo ra những cái sản phẩm khác nhau. Rồi, thì đây là một cái tư duy cho nhiều bạn, đấy chứ ạ. Đấy. Bạn tập trung, câu hỏi dành cho bạn này, bạn tập trung vào yếu tố nào. Đấy, nó sẽ quyết định cái chiến lược sản phẩm của bạn. Rồi. Ok nhá, đấy là một cách để bạn tư duy nhá. Rồi. Khái niệm tên là tam giác tử thần. Rồi. Anh em comment vào ô chat chưa? Bạn tập trung vào yếu tố nào? Đấy. Có bạn thì tạo ra những cái sản phẩm đấy, mà nó đạt, ví dụ bạn có thể sản phẩm 1, sản phẩm 2, sản phẩm 3. Đấy, sản phẩm 1 thì giải quyết yếu tố A, sản phẩm 2 thì giải quyết cái yếu tố B. Đấy, ví dụ như vậy. Rồi, chúng ta xong cái phần thứ nhất, chúng ta có 4 bài học về marketing. Thì chúng ta xong cái phần thứ nhất là phần giá trị và giá cả. Rồi. Ok. Đấy, chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ hai. Phần thứ hai, chúng ta bắt đầu bằng một cái câu hỏi. Rồi. Làm nào thu hút gấp 10 x100 khách hàng của bạn. Rồi. Rồi. Thế xin mời lớp mình. Các bạn có thể ghi cái bài học số 2. Bài học số 2 ở đây thì tôi sẽ chia sẻ với rất là nhiều anh chị em một cái bài học về marketing, về làm nào để thu được khách hàng. Và bài học này thì có thể một số bạn đã biết nhưng lại chưa hiểu và chưa có cái trình độ vận dụng. Rồi.
Tôi chia sẻ với bạn một cái câu chuyện. Thứ nhất là câu chuyện về Lotteria. Lotteria là một cái thương hiệu bán đồ ăn nhanh. Và Lotteria thì có nhiều sản phẩm, ví dụ như là gọi là chúng ta gọi là bánh kẹp thịt này, chúng ta gọi là đùi gà này, chúng ta gọi là những cái sản phẩm như là combo này, vân vân, đồ fast food, đồ ăn nhanh. Tuy nhiên thì trong những cái sản phẩm của Lotteria thì có một cái sản phẩm rất là hay, nó chỉ có 3.000 đồng thôi, 3.000 đồng. Và cái đó là cái kem, cái sản phẩm đó là cái sản phẩm kem mà các bạn đã nhìn thấy ở trên hình này. Đấy, sản phẩm kem. Đấy, lúc thì 3.000, lúc thì về sau thì tăng giá lên. Đấy, thế nhưng mà cái kem này rất là rẻ, có 3.000 đồng. Và rất là nhiều khách hàng đầu tiên là đến với Lotteria là để ăn cái kem này. Có ví dụ như là trẻ con đến ăn cái kem, các bạn sinh viên đến ăn kem. Tuy nhiên thì lần đầu có thể ăn kem, nhưng mà những lần sau thì lại ngồi ăn combo. Những lần sau nữa thì ngồi ăn chi trả 50.000, 70.000. Hay là trẻ con đi cùng bố mẹ thì trẻ con thì vào ăn kem 3.000, nhưng mà bố mẹ thì ăn cái combo 70.000 hoặc là 80.000. Thì cái bài học ở đây mà tôi muốn chia sẻ với bạn ở trong kinh doanh ấy, là người ta thường trong kinh doanh người ta có hai cái sản phẩm. Bất kể cái ngành kinh doanh nào, người ta thường áp dụng một cái chiến lược hai sản phẩm. Một cái sản phẩm đi trước để thu hút khách hàng và một cái sản phẩm đi sau để có lợi nhuận. Rồi, bạn hãy ghi vào trong cái sổ thông thái của mình. Người ta gọi là cái chiến lược hai sản phẩm. Rồi, chiến lược hai sản phẩm. Rồi, sản phẩm đi trước để thu hút khách hàng và sản phẩm theo sau để có lợi nhuận. Sai lầm thường gặp là gì? Là nhiều doanh nghiệp không có chiến lược hai sản phẩm. Đấy, mà chỉ có chỉ một chiến lược là sản phẩm bán thẳng. Rồi, không có sản phẩm thu hút khách hàng. Rồi. Và theo mình, tình trạng này có phổ biến hay không? Đấy. Trong danh mục của bạn, nếu bạn có 10 sản phẩm thì có thể bạn cần phải tách ra hai hoặc ba sản phẩm. Đấy. Bán rất rẻ hoặc bán không có lợi nhuận. Rồi, để thu hút khách hàng. Rồi. Rồi, câu chuyện thứ hai mà tôi muốn chia sẻ với bạn là một câu chuyện cũng rất là hay. Ở cái bộ game Cut Flow này. Ở đây có bạn nào biết cái bộ game Cut Flow này không? Ở đây có bạn nào đã đọc cái quyển Dạy con làm giàu? Rồi. Hay là Cha giàu cha nghèo của ông Robert Kiyosaki không ạ? Tác giả bộ sách Dạy con làm giàu. Rồi. Thế thì tôi chia sẻ với bạn là cái câu chuyện của ông này như này. Trước đấy ông ấy làm ra cái bộ game về tài chính. Đây là một cái game về tài chính. Và nó dạy cho mọi người, ví dụ như là bạn sẽ biết làm cái bảng cân đối tài sản nợ này, rồi là thu nhập này, chi phí này, bạn sẽ bắt đầu để ý hơn đến cái việc đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán. Và chơi trong game thì bạn được thực hành hàng trăm lần, hàng nghìn lần, và sau đó thì bạn bước ra đời thực. Đấy. Thì ở trong đời thực thì nhiều người có khi cả năm thì chỉ làm được đúng một thương vụ, cả năm mua đi bán lại đúng một thương vụ, nhưng ở trong game bạn có thể làm nó hàng trăm lần. Đấy, và nó cho bạn cái sự gọi là tự tin, rèn luyện. Và cái câu chuyện của Robert Kiyosaki là như này. Đầu tiên là ông ấy tạo ra một cái game về tài chính. Đấy, trước đấy thì ông đã hướng dẫn cho mọi người, ông cũng đào tạo cho mọi người về kinh doanh, về đầu tư. Và sau đó ông ấy tạo ra một cái bộ game về tài chính. Cái bộ game này, cái bản gốc, bản xịn ấy, mà người ta bán ở trên thị trường quốc tế ấy, thì nó rơi vào từ 300 đô đến 500 đô, tức là từ 7 triệu đồng đến 8 triệu đồng một cái bộ game này trở lên. Và cái bộ game này tôi cũng có một bộ gốc mà giá ngày xưa mua là phải hơn 300 đô nhé, lớp mình nhé. Ở Việt Nam có một số bạn bạn làm nhái cái bộ game này và bán có 500.000 đồng. Đấy. Làm nhái luôn. Thế thì thực ra đấy là vi phạm bản quyền. Rồi. Thế, cái bộ game này thì câu chuyện là như này. Đầu tiên ông ấy tạo ra bộ game này và ông ấy rất là khó bán. Bởi vì thực ra cái phân khúc giá mà 300, 500 đô một cái bộ game để chơi, để có cái hiểu biết về tài chính, thì thực ra vẫn là cái gọi là sản phẩm cao cấp rồi và rất là khó bán. Thì sau đó thì ông này ông bắt buộc là ông ấy phải nghĩ một cái cách nào đó để có thể là marketing để bán được cái bộ game này. Và ông ấy về sau thì ông ấy quyết định là viết một cái cuốn sách. Đấy, cái cuốn sách mà các bạn đang nhìn thấy trên tay ông ấy cầm ấy có tên là Cha giàu cha nghèo. Thế thì không ngờ cái cuốn sách này nó lại trở thành là bestseller bán chạy nhất thế giới trong vòng 5 năm liên tiếp. Rồi. Thì kể cái câu chuyện
cái cách nghĩ, cái cách tư duy, những cái bài học học được từ người cha giàu và học được từ người cha nghèo. Rồi. Và trong cái cuốn sách này thì ông ấy rất là hay có một cái thông điệp là nếu như mà bạn đọc cái cuốn sách của tôi thì tôi khuyến khích bạn hãy chơi cái bộ game Cash Flow. Đấy, cái bộ game Cash Flow đó sẽ giúp cho bạn có cái hiểu biết về tài chính, để ý đến kinh doanh, làm doanh nghiệp, đầu tư bất động sản, đầu tư chứng khoán. Đấy, có những cái hiểu biết về tài chính kế toán. Rồi. Và nhờ cái sự thành công của cái cuốn sách Cha giàu cha nghèo này, đấy, hay là ở Việt Nam gọi là Dạy con làm giàu, bán được nhiều triệu bản trên toàn thế giới. Và về sau thì cái bộ game Cash Flow này cũng bán và tiêu thụ rất là tốt và đem lại cho ông ấy nhiều triệu đô la. Và sau đó thì ông ấy viết một series khoảng độ mười mấy quyển, 13, 14 rồi 15 quyển về quyển gọi là Cha giàu cha nghèo này. Đấy, một series mười mấy quyển luôn. Và tôi chia sẻ với bạn là cái bộ game Cash Flow này được rất là nhiều người trên toàn thế giới chơi. Chơi và thậm chí là thành lập những cái gọi là câu lạc bộ game Cash Flow, được chưa ạ? Cái bài học ở đây rút ra là gì? À, đây cũng là một cái câu chuyện về chiến lược hai sản phẩm. Cái sản phẩm sách đi trước để thu hút khách hàng và sản phẩm theo sau là cái bộ game để đem lại lợi nhuận. Rồi, ok. Bạn hãy comment vào ô chat nào, chiến lược hai sản phẩm. Thế thì với các cái tập đoàn lớn thì họ có làm cái điều này hay không? Rồi. Thì đây là ví dụ cho bạn một cái câu chuyện tiếp theo. Đấy. Đây là một cái bài báo từ tận năm 2014, cách đây khoảng 7 năm. Thế thì đây là cái câu chuyện của ngân hàng Maritime Bank, ngân hàng hàng hải. Đấy, đây là cái tiêu đề của nó là Maritime Bank tiếp tục miễn phí nhiều giao dịch ATM. Ví dụ như là có những ngân hàng họ đưa ra cái chính sách, ví dụ bạn gửi tiền vào, sau đó bạn rút tiền ra, đấy, không bị mất phí. Đấy, chuyển tiền cho ngân hàng khác, đấy, không bị mất phí. Đấy, ví dụ như gần đây chẳng hạn, rất là nhiều người tại sao lại đang sử dụng ngân hàng Techcombank? Tại sao bạn đang dùng ngân hàng Techcombank? Thì lý do là nó miễn phí, được chưa ạ? Miễn phí, nếu bạn chuyển đi hàng tỷ đồng trong tài khoản bạn chuyển đi, đấy, cũng không bị mất đồng nào cả. Rút tiền không bị mất đồng nào cả. Thế thì Techcombank được cái gì? Hay là như trong câu chuyện này cách đây 7 năm của Maritime Bank, của hàng hải thì được cái gì? Và bạn biết là được cái gì không ạ? Được nhiều ngàn tỷ đồng khách hàng gửi vào tài khoản, và bạn biết đang để ở chế độ nào không? Không lãi suất. Tức là bạn có thể để vào đấy 200, 300, 500 triệu đúng không ạ? Và thực ra bạn đang được không tính, không không có được tính lãi suất. Rồi. Thì đây là cái bài học cho rất là nhiều anh chị em với những cái tại sao lại nói câu chuyện này, bởi vì thực ra trong rất nhiều hệ thống ngân hàng, không phải hệ thống ngân hàng nào cũng sử dụng cái chiến lược này. Đấy. Thì tại sao họ sử dụng chiến lược này? Bởi vì họ tính được là tôi có thể free cho các ông. Đấy, chuyển khoản không mất phí. Bạn nên biết hiện nay bạn chuyển khoản các ngân hàng khác, người ta vẫn chặt bạn đúng không? 3.000, 3, 5.000 rồi là 10.000. Ra rút tiền, nhiều khi bạn rút mấy trăm triệu, mấy tỷ đồng. Nhiều khi mấy ông ngân hàng, một số ông ngân hàng nhà nước còn chặt mình mấy trăm nghìn cơ. Bạn biết cái điều đó không ạ? Tiền phí ấy, khi bạn rút tiền đấy, rút tiền mặt ra đấy. Rồi. Và đây là cái bài học dành cho nhiều người, là các tập đoàn lớn họ cũng sử dụng cái chiến lược, cái sản phẩm đi trước, thu hút khách hàng và sản phẩm theo sau để kiếm lợi nhuận. Và đây trong câu chuyện của bên ngân hàng là người ta được hàng ngàn tỷ đồng. Đấy. Ví dụ, và người ta có thể tính luôn, có những ngân hàng thì kiếm được tiền nhờ cái việc là dịch vụ thu phí, cái thu phí việc chuyển khoản, rút tiền. Ví dụ một năm thu được trăm tỷ, nhưng cũng có những ngân hàng kiếm hàng nghìn tỷ chỉ nhờ cái việc, ở đây tôi chia sẻ với bạn là cái tiền mà khách hàng gửi để không lãi suất. Đó. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý? Đây là một bài học rất là quan trọng trong kinh doanh. Và tại sao rất nhiều ngân hàng đấy, họ vẫn không áp dụng cái chiến lược này? Rồi. Ok, bao nhiêu bạn đồng ý đây là một bài học quan trọng trong kinh doanh? Bạn comment vào ô chat đi ạ. Rồi. Rồi, rất tuyệt vời. Và cái chiến lược này đấy, là một cái chiến lược mà trong kinh doanh và trong đầu tư rồi cũng thường xuyên được áp dụng. Tôi chia sẻ với bạn ví dụ như này, những bạn có biết những cái thương hiệu cực lớn không? Đại siêu thị, những đại siêu thị kiểu như Metro, Big C. Mọi người rất là ngạc nhiên là tại sao nó nhập 10 đồng
và nó bán 10,1 đồng, lãi mỏng dính. Thậm chí là nhập 10 đồng bán 10 đồng luôn, nhà sản xuất gửi ở 10 đồng bán 10 đồng luôn, bán không có lời luôn. Thế nó kiếm tiền ở đâu nhỉ? Bạn biết kiếm tiền ở đâu không ạ? Rồi. Rất nhiều sản phẩm là như vậy. Và bạn nên biết cái câu chuyện là như này. Một trong những nguyên tắc là các cái đại siêu thị lớn ấy, là người ta được phép công nợ với bên nhà sản xuất. Và bạn có biết là khi mà khách hàng mua là khách hàng phải thanh toán tiền ngay không ạ? Và bạn có biết là các đại siêu thị cầm hàng ngàn tỷ đồng không ạ? Cầm hàng ngàn tỷ đồng. Đấy. Chiếm dụng vốn từ nhà sản xuất. Và bạn biết cái số tiền đấy làm gì không ạ? Rồi. Mang đi đầu tư. Rồi. Và đây là một cái bài học dành cho nhiều bạn. Rồi. Trong kinh doanh. Rồi. Rồi, thì chúng ta đang nói về một chủ đề rất là hay, làm nào để thu hút khách hàng. Rồi, làm nào thu hút khách hàng. Câu chuyện tiếp theo là câu chuyện của Google. Google thì quá nhiều thứ miễn phí đúng không ạ? Theo bạn Google có nhiều thứ miễn phí không? Bạn đang dùng nhá, tôi ví dụ này. Bạn dùng Gmail của Google miễn phí không? Bạn dùng lưu trữ dữ liệu trên Drive Google có miễn phí không? Bạn có đang dùng bản đồ của Google không? Đồng ý không ạ? Bạn có thể dùng cả block của Google cũng miễn phí luôn. Tìm kiếm của Google cũng miễn phí, tất cả miễn phí. Thế thì một gọi là theo bạn, bạn thấy có tốt không? Một tập đoàn này có tốt không ạ? Toàn ngồi nghĩ ra những cái miễn phí cho anh em dùng thôi. Rồi. Nên là người nào mà có khả năng đấy, mà làm được nhiều thứ miễn phí, anh em đang ngồi học ở đây thì cũng là miễn phí đúng không? Rồi. Người nào mà đem lại càng nhiều giá trị thì người đó càng kiếm được nhiều tiền. Bao nhiêu bạn đồng ý điều này? Rồi. Hầu hết mọi người tập trung vào việc kiếm tiền và rất ít người tập trung vào việc đem lại giá trị ở trên thị trường. Rồi. Thế bây giờ câu chuyện là như này, Google kiếm được tiền từ đâu? Thì chia sẻ với bạn là Google giai đoạn đầu ấy là kiếm được hàng tỷ đô chỉ nhờ, bạn biết cái gì không ạ? Là cái hiển thị kết quả trên thanh tìm kiếm. Ví dụ khi người ta search tìm kiếm thì nếu như bạn muốn mà hiển thị ở trên đầu thì bạn phải trả cho Google một cái khoản phí. Thì ban đầu cái nguồn thu chính của Google chỉ có cái nguồn thu đó thôi. Nhưng chỉ có nguồn thu đó cũng đã kiếm được hàng tỷ đô la rồi. Đấy. Thế thì cái bài học ở đây tôi chia sẻ với bạn. Ví dụ như trong câu chuyện của Google thậm chí là có 10 sản phẩm thì có khi là 9 sản phẩm là miễn phí để thu hút khách hàng và chỉ có 1-2 sản phẩm là để kiếm tiền. Rồi. Ok ạ. Thế thì cái tỷ trọng ở đây mà tôi chia sẻ với bạn thậm chí là còn là 8 đến 9 sản phẩm để thu hút khách hàng. Ok. Câu chuyện tiếp theo về một cái cửa hàng mẹ và bé. Rồi. Thế cái cửa hàng mẹ và bé này thì có một cái chiến lược marketing rất là thông minh. Là như này. Tất cả các cái bà bầu. Đấy. Thế thì được truyền thông, được quảng cáo là có một cái lớp học miễn phí. Đấy. Bác sĩ là những cái bệnh viện đến từ những cái bệnh viện cực kỳ nổi tiếng như là bệnh viện Việt Pháp, những cái bệnh viện cao cấp hàng đầu luôn. Và những người bác sĩ đó sẽ đến dạy cho bạn miễn phí. Đấy. Những cái buổi tư vấn miễn phí, ví dụ làm nào để cho con gọi là đẻ ra khỏe mạnh này, làm nào ví dụ như là bạn sinh hoạt, ăn uống, tập thể dục, thiền, thở, đi đứng như nào, vân vân. Đấy. Để cho nó gọi là lúc mà đẻ nó không đau này. Đấy. Thế thì rất là nhiều bà bầu bắt đầu đến học ở những cái cửa hàng mẹ và bé như thế này. Đấy. Thế và sau đó thì sau khi mà học xong, đấy, ví dụ học ở trên tầng 3, tầng 2, sau đó thì anh em vui lòng đi xuống tầng 1. Đấy, anh em mua gì thì mua nhá. Rồi. Thì tôi vừa chia sẻ cho bạn là và rất nhiều bà bầu đến học và sau đó thì xuống mua rất nhiều, có những người mua hàng triệu đồng. Đấy, có những người thậm chí là mua người ta tính ra được đơn hàng luôn. Một đơn hàng có những người mua 10 triệu, 15 triệu đồng. Đấy. Và ở đây tôi chia sẻ với bạn cái bài học là gì? Trong kinh doanh, đấy, cần phải có hai sản phẩm. Một sản phẩm để thu hút khách hàng và một sản phẩm để đem lại lợi nhuận. Rồi, bao nhiêu bạn thấy đây là một cái bài học tuyệt vời? Hãy comment vào ô chat là yes. Và ăn nhau nó sẽ nằm ở cái khả năng vận dụng của mỗi người. Sai lầm thường gặp là rất nhiều người chỉ có một sản phẩm kiếm lợi nhuận thôi. Đấy, chưa có sản phẩm thu hút khách hàng. Rồi.
và thu hút khách hàng, chứ không như không phải là sản phẩm tệ nhá, một sản phẩm tuyệt vời đấy chứ, để thu hút khách hàng. Rồi tiếp tục câu chuyện mà tôi vừa chia sẻ lớp mình. Câu chuyện tiếp theo về một cái nhà hàng, một cái quán ăn sushi. Thế thì cái ngày khai trương, đây là cái hình ảnh cái ngày khai trương của họ. Rồi. Một cái quán sushi. Rồi. Thế thì cái quán này ấy, khi mà cái hôm khai trương ấy, đấy, trước cái hôm khai trương thì họ chạy một cái chiến dịch marketing là miễn phí. Miễn phí 1.000 suất ăn sushi. Rồi. Và bạn biết không, cái chiến dịch marketing này nó rất là thành công, rất là nhiều người đăng ký để được đi ăn miễn phí, được chưa? Đấy. Và đến cái ngày khai trương quán thì rất là nhiều người kéo đến cái quán này, cái cửa hàng này. Đấy. Thậm chí là kéo đến là đông tắc hết cả đường luôn. Rồi, mọi người bảo là sao, bảo là được ăn miễn phí nhỉ? Đúng rồi, thì hôm nay tôi đến đây đây. Đấy, đâu miễn phí đâu, miễn phí đâu. Thì đúng là có miễn phí thật. Đấy. Và theo bạn nào, chủ nhà hàng sẽ được cái gì? Rồi. Chủ nhà hàng được cái gì theo nước mình nào? Cái ngày mà khai trương ấy thì khách hàng đến gọi là tắc hết cả đường luôn. Chủ nhà hàng lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh. Đấy, ghi lại và người ta gọi đó là nguyên liệu marketing. Cái nguyên liệu marketing này được dùng trong bao nhiêu năm nữa? Rồi, cái nguyên liệu marketing này có thể dùng trong 10 năm và 20 năm tiếp theo. Cái vấn đề của nhiều bạn khi mà bạn kinh doanh là bạn không có nguyên liệu để làm marketing, được chưa? Đấy. Rồi. Ở đây là một cái bài học cho nhiều anh chị em. Thế thì cái hôm khai trương và ngày hôm sau thì tất cả các rất nhiều báo đài. Đấy. Thế thì bắt đầu viết là có một cái quán sushi là đến ăn là tắc hết cả đường. Đấy. Và rất là nhiều báo viết về cái quán sushi này. Thì tôi muốn chia sẻ cho bạn, đây là một cái bài học trong kinh doanh, là cái này trong marketing thì người ta gọi là OTO, ưu đãi một lần, hay là giờ vàng. Rồi. Thì cái bài học đây mà tôi muốn chia sẻ thêm và để các bạn nắm được là có những cái phương pháp để mà thu hút khách hàng nó hiệu quả hơn cái cách mà bạn đang làm hiện tại. Rồi. Xin mời lớp mình ghi cái bí quyết, cái bài học số 2 mà chúng ta được học trong bài học marketing này. Cái khái niệm phễu bán hàng là một cái khái niệm nhiều người biết và ít người hiểu. Và ít người có khả năng hiểu nó một cách sâu sắc và có khả năng vận dụng nó một cách sâu sắc. Đấy ạ. Đấy. Và tôi sẽ chỉ cho bạn những cái sai lầm mà nhiều người người ta không biết cách vận dụng cái phễu bán hàng này. Rồi. Rồi, cái khái niệm phễu bán hàng này ngắn gọn cái ý tưởng ở đây là như thế nào? Đầu tiên tôi sẽ chỉ cho bạn những cái sai thường gặp. Đấy. Rồi, câu chuyện số 1 là nhiều doanh nghiệp không có cái sản phẩm free này. Free ở đây nhiều người bị hiểu sai là cho không hoặc là miễn phí. Đấy, điều đó không đúng nha. Không phải là cho không và miễn phí. Có nhiều trường hợp là cho không và nhiều trường hợp nó gọi là bán không có lợi nhuận. Có nghĩa là tôi nhập vào 10 đồng, tôi bán 10 đồng thì tôi làm gì có lời. Bạn hình dung phần này không ạ? Rồi, chứ không phải là cho không. Rồi. Ví dụ bạn là đối tác của tôi làm với bạn, tôi nói là thực ra chi phí sản xuất là đã hết là 12 đồng rồi. Thì thôi tôi để cho bạn chỗ đối tác anh em là cũng 12 đồng luôn. Rồi. Thì cái bài học ở đây là cái từ free ở đây là bạn phải hiểu đúng nhá. Rồi, sai lầm của nhiều doanh nghiệp, sai lầm số 1 là không có sản phẩm miễn phí hoặc là bán không có lợi nhuận để thu hút khách hàng. Tiếp theo, sai lầm số 2 tôi chỉ cho bạn này. Không có sản phẩm 10 đồng ở dưới này. Sản phẩm 10 đồng là một cái sản phẩm cao cấp hơn, nhiều doanh nghiệp chỉ có sản phẩm 1 đồng và sản phẩm 3 đồng hoặc là một sản phẩm 3 đồng. Không có sản phẩm 10 đồng có nghĩa là như thế nào? Đấy. Có nghĩa là như thế này, người ta đo lường được cả một năm quảng cáo truyền thông, cuối cùng được có 5 ông mua cái sản phẩm 10 đồng thì thôi, được có 5 ông mua thôi. Nhưng bạn biết cái sản phẩm 10 đồng này bao nhiêu tiền không? 10 đồng ở đây được hiểu 1 tỷ đồng một khách hàng. Sản phẩm 10 đồng ở đây có thể được hiểu là 200 triệu đồng một khách hàng.
Sản phẩm 10 đồng ở đây có thể được hiểu là 10 tỷ đồng mà một khách hàng, tùy vào cái sản phẩm dịch vụ của bạn là cái loại gì. Được chưa? Cả một năm được có 5 ông mua, cả một năm được có 3 ông mua, và đó là nếu là sản phẩm là 1 tỷ thì 3 ông mua được thêm 3 tỷ. Thêm có 3 tỷ thôi mà. Bạn hình dung phần này không ạ? Rồi. Sai lầm của nhiều chủ doanh nghiệp là họ thiếu sản phẩm 10 đồng. Câu hỏi cao cấp hơn một chút là có sản phẩm 100 đồng chưa? Hơn cả sản phẩm 10 đồng là sản phẩm 100 đồng. Rồi. Như vậy sâu hơn ở cái dưới cái phễu này là cái gì? Thì nhiều chủ doanh nghiệp còn chưa nghĩ đến và chưa thiết kế cái sản phẩm đó ra. Được chưa ạ? Rồi. Một năm chỉ được 2 khách mua sản phẩm 100 đồng thôi. Suốt ngày giới thiệu chả ai mua, nhưng cả năm tổng kết chỉ có 2 khách mua. Nhưng sản phẩm 100 đồng đó, nếu đó là sản phẩm 2 tỷ đồng, nếu đó là sản phẩm 10 tỷ đồng, bạn thử nhân tiền lên nó sẽ là bao nhiêu tiền. Nếu là cái sản phẩm cao cấp của bạn, nếu nó là 200 triệu đồng. Đấy. Và năm vừa rồi bạn thêm được 3 khách hàng là bạn thêm được 600 triệu đồng. Có vậy thôi. Đó. Thì cái bài học ở đây mà tôi muốn chia sẻ cho nhiều bạn là những cái sai về phễu bán hàng. Tiếp theo, ngân sách marketing của một số bạn chạy quảng cáo. Đấy. Thì bạn kéo khách hàng vào đâu? Ví dụ, kéo vào sản phẩm 3 đồng. Cách 1 này, bán thẳng vào sản phẩm 3 đồng. Cách thứ 2, rồi, đưa khách hàng vào sản phẩm bán không có lợi nhuận. Đấy. Nhưng tại sao lại áp dụng cái phương pháp marketing theo cái phễu bán hàng này? Đấy. Tại sao không bán thẳng vào 3 đồng này? Khi bạn giới thiệu sản phẩm cho khách hàng, tại sao không bán thẳng vào 3 đồng, bán thẳng vào 10 đồng? Đấy. Một trong những lý do vô cùng quan trọng là bởi vì khách hàng, bạn biết khách hàng sợ gì không? Khách hàng sợ rủi ro. Vì thế đầu tiên họ muốn thử dùng một cái sản phẩm của bạn, xem nó có ok không? Rồi. Như vậy sai lầm ở đây là nhiều người cố gắng bán thẳng. Bán thẳng thì người ta gọi là săn bắn. Được chưa? Marketing săn bắn. Và ở đây chúng ta nên biết thêm, ngoài marketing săn bắn thì nó có cả marketing trồng trọt. Rồi. Thì bạn ghi cái điều đó vào, săn bắn và trồng trọt. Và bạn cần phải làm cả hai. Có những thứ thì bạn bán thẳng và có những thứ thì bạn đưa vào phễu khách hàng. Rồi. Ví dụ đứa em gái tôi chẳng hạn, nó chả bao giờ trồng trọt cả. Cái bộ quần áo bán 600 nghìn, 800 nghìn, nó cứ marketing bán thẳng luôn. Đấy. Cái đồ thời trang 400, 600, 800 nghìn thì nó chỉ bán thẳng thôi. Tuy nhiên tôi vẫn bảo nó là em không nên chỉ làm marketing săn bắn. Em cần phải làm marketing trồng trọt và cả phễu bán hàng. Tức là gì? Tức là dù sao em cũng hãy tạo ra những cái sản phẩm tốt mà giá cả vô cùng tuyệt vời. Thì nhiều người sẽ biết đến cái thương hiệu của bên em hơn. Có như vậy thôi, em vẫn có thể trong 10 cái sản phẩm em đang bán, em vẫn có thể tách ra 3 sản phẩm. Đấy. Rất tuyệt vời và giá cả vô cùng hợp lý, thậm chí là bán không có lời. Đấy. Và em nên chạy song song hai luồng này và em đo lường. Rồi. Ok, bạn hãy comment vào ô chat nào. Săn bắn và trồng trọt. Bạn hãy comment vào ô chat. Rồi. Ở đây chúng ta không có lừa dối gì khách hàng cả nhé. Sản phẩm miễn phí nhưng phải có giá trị. Bao nhiêu bạn đồng ý là phải trao giá trị thật sự cho khách hàng? Rồi. Rồi. Không phải thính thùng gì ở đây cả, không phải là chim mồi gì ở đây cả, nó phải là một sản phẩm có giá trị, được chưa? Bao nhiêu bạn thấy là ngay kể cả cái lớp cơ bản các bạn đang học ở Nick đây, bạn cũng học được rất nhiều bài học tuyệt vời. Thì bạn hãy comment vào ô chat. Rồi. Đây là một sản phẩm có giá trị thực sự, được chưa? Bạn hình dung phần này không ạ? Rồi. Ok, săn bắn và trồng trọt thì các bạn hãy ghi cái điều này vào và đo lường hiệu quả của cả hai cái loại hình này. Rồi. Ví dụ tiếp theo, nhiều bạn nên biết cái câu chuyện là như này. Đấy. Cái từ free ở đây nó hiểu theo nhiều nghĩa. Tôi sẽ chia sẻ cho bạn một cái câu chuyện về một cái trường hợp. Từ free ở đây các bạn có thể ghi. Đấy. Nó có thể là cho miễn phí. Đấy. Nhưng nó cũng có thể là bán không có lãi, bán siêu rẻ. Đấy chứ ạ. Rồi.
nó có thể là những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm có ích miễn phí. Bạn có nhớ cái câu chuyện vừa nãy không ạ? Cái cửa hàng mẹ và bé đấy, và làm cái chương trình hội thảo cho các bà bầu ấy, bạn nhớ không ạ? Rồi, nó có thể, tại sao tôi phải ghi ra cho bạn như thế này? Bởi vì nhiều người chưa hiểu cái phễu bán hàng này, họ không có năng lực để áp dụng được cái phễu bán hàng này, nên tôi phải ghi cụ thể ra cho bạn luôn để bạn có thể áp dụng được. Đấy, sau lớp học ngày hôm nay, bạn nào mà biết cách áp dụng triệt để cái phương pháp làm marketing này, tôi khẳng định bạn sẽ kiếm được tiền, được chưa? Rồi, vấn đề là bạn có áp dụng nó một cách quyết liệt và triệt để hay không. Rồi, bạn có thể ghi nó xuống, các bạn dành ra 1 2 phút ghi nó xuống. Rồi. Rồi, bạn nào ghi xong thì comment là ok. Rồi. Ghi một lần là nhớ một lần. Rồi. Nhiều anh em chụp là sau đó không xem lại đâu. Rồi, chúng ta tiếp tục nha. Ở đây các bạn nhìn thấy là dùng thử miễn phí. Đấy, ví dụ như là phần mềm. Ở đây bao nhiêu bạn thấy là các cái phần mềm đấy, bao giờ người ta cũng cho dùng thử 1 tuần, dùng thử 1 tháng. Đấy, được chưa? Ngay kể cả cái phần mềm Zoom các bạn đang dùng này, nó cũng có một cái tính năng là miễn phí, thì những cái cuộc họp của bạn được dưới 30 phút là được miễn phí. Được chưa? Nhưng mà ví dụ những cái cuộc họp các bạn quá dài 2-3 tiếng thì bạn không thể sử dụng cái gói miễn phí được, và bạn bắt buộc phải đăng ký. Nhưng mà họ miễn phí cho bạn dùng thử, thì tất cả các cuộc họp mà dưới 30 phút đều miễn phí cả. Đó, cái phần mềm Zoom mà chúng ta đang học này này. Rồi, tặng cho VIP, tôi chia sẻ với bạn một cái câu chuyện vô cùng tuyệt vời là như thế này. Tôi có một anh bạn, anh này anh đã từng bán hơn 1.000 cái căn hộ nhà ở xã hội. Tại sao anh lại bán được hàng ngàn cái căn hộ như vậy? Bao nhiêu bạn muốn học một cái bí quyết nào? Rồi, ok thì comment vào ô chat. Rồi, nếu bạn muốn học những cái bí quyết, ở đây tôi chia sẻ cho bạn ấy những cái bài học này, và nhiều bạn chưa chắc đã hiểu được cái giá trị mà tôi truyền đạt cho bạn. Và đây chương trình trí tuệ doanh nghiệp là cái chương trình mới của Nick, và tôi đang đem một phần những cái kiến thức đó ra để chia sẻ cho các bạn. Đấy. Thì không biết là các bạn có đang hiểu những cái giá trị mà tôi truyền đạt cho bạn hay không. Rồi, ở đây tôi chia sẻ với bạn là nhiều anh chị em thì và tại sao trong nhiều trường hợp thì cùng đi học nhưng những người bỏ tiền thì họ lại rất là nghiêm túc. Khi bỏ số tiền càng lớn, bạn biết tại sao đi học càng bỏ nhiều tiền lại càng hiệu quả không? Bởi vì người ta bỏ rất nhiều tiền nên người ta học rất là tập trung và người ta cực kỳ nghiêm túc. Đấy. Và người ta bạn phải người ta bao giờ cũng thấy khi người ta đầu tư, người ta bắt đầu bằng mọi giá mình phải quyết tâm là gỡ lại đấy, cái số tiền mà mình đã học. Chính vì thế trong nhiều trường hợp khi mà đi học bỏ số tiền càng lớn thì người ta lại càng quyết tâm. Rồi. Nên là nhiều anh chị em thì không hiểu câu chuyện này. Nhiều khi bạn ví dụ bạn ngồi ngọc nghe miễn phí mà ôi áp dụng thì áp dụng, không áp dụng thì thôi, không phải. Chính vì cái câu chuyện này nên đâm ra nhiều người đấy là người ta không có đạt được thành quả. Vì đôi khi người ta không hiểu là đôi khi có những cái điều chia sẻ miễn phí nhưng vô cùng giá trị. Đấy. Rồi. Thế thì tôi chia sẻ bạn quay trở lại cái câu chuyện mà cái anh mà bán hàng nghìn cái căn hộ. Thì anh này anh ấy cái bí quyết mà anh ấy bán được hàng nghìn căn hộ là như này, anh ấy tặng cho rất là nhiều một số VIP, những cái người quan chức, những cái người gây ảnh hưởng. Đấy. Và ở đây là tôi chia sẻ với bạn là anh ấy tặng cho ví dụ như là giám đốc bên tòa án này, giám đốc bên ngân hàng này, đấy. Rồi là bên công an này. Đấy, và anh ấy có nhờ là thôi cái anh truyền thông xuống dưới cho tất cả các cấp dưới là anh đã đầu tư vào đây rồi. Thế thì rất là nhiều người khi mà thấy những cái người uy tín người ta đã mua thì người ta cảm thấy rất là yên tâm và người ta bắt đầu mua theo. Và đây là một cái bài học rất là hay và rất là tuyệt vời cho nhiều anh chị em. Đấy. Thế thì ngay kể cả khi bạn bán cái sản phẩm dịch vụ, thế thì luôn có những cái người người ta có cái khả năng ảnh hưởng rất lớn, mà khi người ta mua ấy, là rất nhiều người người ta chỉ cần biết người đó mua là người ta mua theo. Đấy. Bao nhiêu bạn đồng ý với tôi? Cái người gây ảnh hưởng rất quan trọng. Rồi. Bao nhiêu bạn đồng ý với tôi, cái sản phẩm của bạn nếu có một VIP sử dụng cái sản phẩm của bạn đấy, thì điều đó sẽ quyết định cái niềm tin của tất cả những cái khách hàng còn lại. Rồi. Và theo bạn bài học này có quan trọng hay không? Làm thế nào? Đấy. Rồi.
để mà thuyết phục khách hàng. Đấy. Thì một câu trả lời đấy, là khách hàng của bạn, một trong những cái khách hàng của bạn phải có những cái người có khả năng gây ảnh hưởng. Rồi. Rồi. À, một số cái khái niệm khác ví dụ như là tặng cho theo thời gian, ví dụ như là giờ vàng. Đấy. Tôi vẫn nhớ ví dụ ngày xưa có một cái công ty máy tính nó khuyến mại là ví dụ cái USB chẳng hạn, một cái USB để chứa dữ liệu ấy. Ví dụ bình thường giá bình thường là 200.000 đồng. Thế nhưng mà lúc khuyến mại chỉ có 20.000 đồng thôi. 20.000 đồng cái USB, được chưa ạ? Với một điều kiện là lúc mà cho cái USB đó là chỉ có khoảng thời gian là từ 5 giờ chiều đến 5 giờ 30 thôi. Đấy. Và có 100 cái USB như vậy. Thế thì đúng giờ, 5 giờ chiều là khoảng vài trăm thanh niên là đứng ở ngoài cái cửa hàng máy tính đấy để sẵn sàng chờ đợi để nhận cái USB 20.000. Bạn hình dung phần này không ạ? Thế lợi ích là gì? Theo bạn lợi ích của chủ cửa hàng là gì? Lại có nguyên liệu marketing đúng không? Rồi. Và cái thứ hai ở đây mà tôi chia sẻ cho bạn là như thế này. Là năm tại sao phải 5 giờ chiều? Vì 5 giờ chiều là cái thời điểm mà cái người đi đường rất là đông. Thế thì người ta rất là tò mò, ôi sao cái quán máy tính này đông thế nhỉ? Đấy. Và đây là một cái phương pháp thu hút khách hàng. Và người ta gọi là khuyến mại, nhưng mà không phải lúc nào cũng khuyến mại. Không phải lúc nào cũng là free. Không phải lúc nào cũng là bán rẻ. Mà ở đây là nó theo giờ. Đấy. Theo ngày. Được chưa? Và đây tôi chia sẻ với bạn là một số trường hợp người ta có thể khuyến mại cho bạn, ví dụ như là sinh nhật, ngày lễ, ngày Tết, vân vân. Và đây là một cái ví dụ về việc mở phễu như thế nào. Rồi.